cô giáo xin lỗi học sinh vụ phạt quên mang khăn quàng. Nhà trường đã yêu cầu cô giáo làm bản kiểm điểm, đồng thời họp hội đồng phê bình sau khi cô giáo phạt học sinh vì quên khăn quàng đỏ. Đó là xác nhận của ông Tạ Hồng Lựu, trưởng phòng giáo dục và đào tạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, sau khi bức ảnh một nam sinh bị giáo viên chủ nhiệm phạt phải ngồi học dưới nền nhà ở cuối lớp, vì quên đeo khăn quàng đỏ xảy ra hôm 18 tháng 12 khiến gia đình và cư dân mạng rất bức xúc. Sự việc được xác nhận xảy ra ở trường trung học cơ sở Minh Khai có địa chỉ tại phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa trong tiết học sau buổi chào cờ đầu tuần. Ông Lưu dẫn lại sự việc trong buổi chào cờ một nam học sinh lớp 6G không có khăn quàng đỏ khi đội cờ đỏ chấm thi thì lớp này đã bị trừ điểm thi đua theo ông Lưu, sau khi phát hiện nam học sinh không đeo khăn quàng đỏ, cô giáo chủ nhiệm còn yêu cầu em này phải mang 10 khăn quàng đỏ bỏ trong tủ lớp để khi nào quên thì có mà dùng. Vì em này hay quên, sau đó cô có phạt em ngồi xuống cuối lớp dưới nền nhà ông lựu khẳng định sự việc xảy ra nhưng ở thời điểm đó không ai chụp được hình ảnh này bởi vì chỉ sau khi biết chuyện gia đình học sinh đã bức xúc và đến lại trường dừng lại cảnh học sinh nam ngồi cuối lớp để chụp lại hình ảnh đến nay sau khi gia đình phản ánh sự việc cô giáo chủ nhiệm đã đến gia đình học sinh nhận sai và xin lỗi vì hành động của mình đồng thời phía nhà trường cũng đã yêu cầu cô giáo làm bản kiểm điểm và họp hội đồng phê bình đối với cô giáo ông lựu cho hay Việc phạt học sinh như vậy là phản giáo dục. Chúng tôi sẽ họp rút kinh nghiệm về cách ứng xử của giáo viên đối với toàn ngành giáo dục. Ông Lựu chia sẻ thêm sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra. Học sinh trung học phổ thông trở xuống sẽ hoàn toàn được miễn phí trong thời gian tới. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa trên chính phủ dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục hiện hành với một số thay đổi về hệ thống giáo dục mở linh hoạt nhiều thay đổi lớn với nhà giáo và điều đáng chú ý nhất đó là miễn học phí tới cấp trung học cơ sở lương nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bảng lương cụ thể theo dự thảo luật giáo dục sửa đổi vừa được bộ giáo dục đào tạo trình chính phủ đối tượng học sinh không phải đóng học phí sẽ được mở rộng đến lớp 9 theo luật hiện hành Việc miễn học phí chỉ áp dụng với bậc giáo dục tiểu học, nếu đề xuất được chấp thuận như dự thảo luật, việc miễn học phí sẽ áp dụng với cả bậc giáo dục tiểu học và giáo dục trung học cơ sở. Theo dự thảo, mức thu học phí được xác định theo cơ chế giá dịch vụ giáo dục, chính phủ quy định cơ chế thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập được nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên thuộc trung ương quản lý hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc cấp tỉnh trên cơ sở đề nghị của ủy ban nhân dân cung cấp cơ sở giáo dục ngoài công lập cơ sở giáo dục chất lượng cao được quyền chủ động xây dựng mức thu học phí đảm bảo bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý cũng theo dự thảo quy định về tiền lương của nhà giáo sẽ được điều chỉnh theo hưởng lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bạc lương hành chánh sự nghiệp nhà giáo được phụ cấp ưu đãi theo nghề phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác theo quy định của chính phủ giải thích về đề xuất này lãnh đạo giáo dục đào tạo cho rằng lương giáo viên hiện nay nhất là lương giáo viên ở các bậc mầm non tiểu học đang rất thấp lương nhà giáo không đủ để giáo viên có mức sống tối thiểu, tuy nhiên, đây cũng là vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Để phù hợp với định hướng của chương trình sách giáo khoa phổ thông mới, dự thảo luật giáo dục sửa đổi lần này cũng bổ sung vào điều 29, nội dung một chương trình nhiều sách giáo khoa. Theo đó, chương trình giáo dục phổ thông là thống nhất trong cả nước và việc tổ chức thực hiện đảm bảo tính linh hoạt Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa, bên cạnh đó, các tổ chức, cá nhân khác cũng có thể biên soạn sách giáo khoa. Các bộ sách giáo khoa được viết theo chương trình thống nhất và đảm bảo các nguyên tắc, tiêu chí đã đề ra được Bộ Giáo dục Đào tạo thẩm định trước khi lưu hành. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa. giáo hồi sinh cậu học trò cao 58 cm, nặng 3,9 kg. Hai năm trước, thầy Đặng Văn Cương đón cậu học trò Đinh Văn Cà Rễ về chăm sóc, dạy học, coi em như con trai của mình. Năm Cà Rễ tròn 7 tuổi, thầy Đặng Văn Cương đón em về sống cùng mình tại nhà công vụ của trường, bắt đầu hành trình gieo hy vọng cho em. Tối 18 tháng 11, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Đài truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình Thay lời tri ân năm 2017. Hình ảnh cậu học trò tí hon Đinh Văn Cờ Rễ xuất hiện trên sân khấu và bắt tay Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ gây xúc động cho những người tham dự chương trình. Đinh Văn Cờ Rễ là người dân tộc Hơ Rê, sinh ra đã mắc chứng bệnh hiếm gặp, xế kỳ, người lùng, đầu chim. Năm nay cờ rễ 9 tuổi, nhưng em chỉ cao vỏn vẹn 58cm và nặng 3,9kg. Cuộc gặp gỡ giữa cầu học trò và thầy giáo Đặng Văn Cương, hiệu trưởng trường tiểu học dân tộc bán trú Sơn Ba cách đây 5 năm, chính là khởi đầu cho câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp về tình thầy trò nơi khó khăn nhất của huyện Sơn Ra, tỉnh Quảng Ngãi năm cơ rễ tròn 7 tuổi, thầy Đặng Văn Cương đón em về sống cùng mình tại nhà công vụ của trường, bắt đầu hành trình gieo hy vọng cho em. Chia sẻ về kỷ niệm khó quên nhất với cậu học trò đặc biệt, thầy Đặng Văn Cương xúc động nhớ lại, lần đầu tiên đưa ca rễ ra Hà Nội khám bệnh. Để có các xét nghiệm, các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Trung ương phải lấy đủ 5 ống máu. 5 ống máu với một cậu bé hơn 3kg thực sự là một cuộc chiến đấu trò khóc thầy khóc khi đến ống máu thứ ba cờ rễ gần như kiệt sức thầy gạt nước mắt dỗ dành trò kiên nhẫn để đến cuối ngày mới có trọn vẹn được năm ống máu đối với thầy cương đây sẽ là kỷ niệm mãi không thể quên với những người lắng nghe câu chuyện ấy không ai nghĩ đây là thầy giáo đinh văn cờ rễ nữa mà chính là cha của em sau 2 năm đến lớp trong tình yêu thương của bạn bè, thầy cô, Đinh Văn Cờ Rễ đã có thể viết được chữ O số 1. Em cũng mạnh dạn hơn nhiều. Biết nói ạ, à, làm được một số việc cá nhân. Đặc biệt, em có thể quan sát, lắng nghe và hiểu hết những vấn đề xung quanh mình. Việc cầu học trò đặc biệt đến dự chương trình rất đông khách như thay lời tri ân là điều thầy Cương không dám nghĩ tới cách đây một năm. Xúc động và cảm phục trước nghị lực của trò, tình yêu thương của thầy giáo dù không có trong kịch bản chương trình, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã đề nghị ban tổ chức được lên sân khấu để đứng thật gần hai thầy trò và được trao tặng một phần quà nhỏ của cá nhân ông. Khi ông nhà hỏi học trò Đinh Văn Cờ Rễ rằng thầy có thể bế con được không, cậu bé đã không ngần ngại xà vào vòng tay bộ trưởng. Bộ trưởng nói rằng đây là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ và xúc động nhất trong cuộc đời làm thầy giáo, nhà quản lý giáo dục như ông, bộ trưởng chia sẻ ông sẽ nỗ lực hơn nữa trên cương vị của mình để đồng hành với thầy cô giáo, sang sẻ bớt gánh nặng khó khăn của giáo viên trên khắp mọi miền đất nước. Bắt tay cậu học trò đặc biệt, bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ hẹn một ngày gần nhất sẽ đến tận nơi để thăm thầy và trò trường tiểu học dân tộc bán trú Sơn Ba. Bộ trưởng chúc thầy Đặng Văn Cương và em Đinh Văn Cờ Rể sẽ có thêm nhiều sức khỏe, nghị lực để tiếp tục cuộc hành trình gieo chữ, gieo hy vọng, gieo niềm tin của mình và truyền cảm hứng cho mọi người. Ông Phùng Xuân nhà cũng gửi lời tri ân và cảm ơn sâu sắc tới các thầy, cô giáo đã và đang công tác trong ngành giáo dục, mong rằng trong hoàn cảnh nào, thầy cô cũng luôn giữ trọn tâm huyết, đam mê với nghề là tấm gương về trí tuệ, đạo đức cho các thế hệ học trò noi theo. Lúc chào đời chỉ bằng găng tay, nay đã 8 tuổi, nhưng cậu bé Đinh Văn Cà Rễ, huyện Sơn Trà, Quảng Ngãi, chỉ cao 55cm, nặng hơn 3kg, cháu là hậu quả của hôn nhân cận huyết thống. Thay lời tri ân là chương trình được tổ chức hàng năm nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 nhằm tôn vinh những tấm gương thầy cô giáo nỗ lực vượt khó, hy sinh cống hiến cho sự nghiệp trong người. Chương trình năm nay đã kể lại những cuộc hành trình gian nan thầy đi tìm trò đầy xúc động và sâu lắng. Trong chương trình năm 2017, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao tặng bằng khen cho 168 giáo viên tiêu biểu xuất sắc được lựa chọn từ các địa phương và cơ sở giáo dục trong cả nước. Tìm 5 từ vần ươi gọi đến tiến sĩ loay hoay mãi cũng chỉ được 4 từ. Cô giáo cho học sinh lớp 1 bài tập tìm và viết lại năm từ đơn có vần ươi có nghĩa không lặp lại từ hoặc âm. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Tình cho rằng ông tìm mãi cũng chỉ được 4 từ. Phụ huynh tên Long ở Hà Nội chia sẻ một bài tập tiếng Việt của con trai học lớp 1. Tìm và viết lại năm từ đơn có vần ươi có nghĩa không lặp lại từ hoặc âm. Ban đầu phụ huynh này nghĩ bài tập này không khó, nhưng thực tế vừng ươi không dễ tìm. Hai cha con vắt óc cả buổi nhưng vẫn chỉ tìm được tối đa 4 từ. Ông Long đã tra cứu cả cuốn từ điển của giáo sư Hoàng Phê nhưng vẫn không thể tìm được nhiều hơn 4 từ. Trao đổi về bài tập này của học sinh lớp 1, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Tình, Tổng Thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam cho biết, đã tra cứu một số cuốn từ điển, trong đó có từ điển tiếng Việt do Viện Ngôn ngữ học chủ biên. Tuy nhiên, chỉ tìm được tối đa 4 từ đơn có vần ươi có nghĩa gồm gửi, chửi, ngửi, cưỡi. Ông Tình cũng khẳng định cả bốn từ đơn có vần ươi đó đều mang thanh hỏi, không có từ nào đi với các khuôn vần ươi, ơi ưỡi, ưỡi, ơi một giáo viên dạy lớp 1 ở Hà Nội cho biết dạng bài tìm từ có chứa vần được cô giáo thường xuyên đưa ra để học sinh rèn luyện kỹ năng, ghép vần với phụ âm thành từ có nghĩa. Tuy nhiên, có thể giáo viên không lường trước số lượng từ rất hiếm của vần ươi nên đã làm khó học sinh. Bạn có tìm ra được từ chứa vần ươi còn lại?